Tại thành phố Hồ Chí Minh đang xảy ra tình trạng người dân tùy tiện tự ý phá giải phân cách được làm bằng sắt ở trên đường để lấy lối đi lại. Hành động này không chỉ là hành vi vi phạm mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Điều đáng nói là hầu hết người dân đều thấy rằng việc phá giải phân cách này là hợp lý và thuận tiện cho việc đi lại của họ. Đây là đường Lũy Bán Bích thuộc địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dù dải ngăn cách này vẫn có những đoạn ngắt hợp lý để người đi đường có thể quay đầu hoặc sang đường cho các phương tiện. Nhưng chỉ trong khoảng 5 km, hàng loạt đoạn giải phân cách bị người dân tự ý phá dỡ như thế này. Và mục đích của việc tháo dỡ là đây. Nhiều đoạn chưa kịp bị tháo dỡ cũng đã bị phá hỏng, mất ốc vít và nếu không ai trông, chắc chắn sẽ tiếp tục mất. Những phần tháo dỡ của giải phân cách được vứt lại ngay bên đường. Bộ ra dài quá chắc này là do dân người ta không đi qua không được á, người ta tự mở chắc. Mở thêm cái đường để cho người ta đi nó gần chút xíu, tại vì nếu mà xe cộ thì đó là được rồi, nhưng mà người đi bộ người ta khó khăn cái là đi băng qua băng lại nó không có được, đi đoạn đường quá xa. Đây từ đây đi xuống tới dưới nó xa rồi quẹo trở lại nó rất là xa xôi. Đây là đoạn đường thường xuyên đông người qua lại. Giải phân cách rất có ích ở giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và các tai nạn giao thông có thể xảy ra. Tuy nhiên, một số người dân trên trục đường này lại không nghĩ như vậy, nên cố tình phá hỏng để phục vụ mục đích đi lại cá nhân. Người dân mình đi lại qua đi băng qua đường khó khăn quá nên người ta phải mở. Lúc đầu thì người ta mở hở ít thôi để vừa đủ qua thôi. Nhưng mà về sau thì người ta mở hẳn ra luôn để cho nó dễ đi. Mỗi buổi sáng ngủ dậy là thấy có một lỗ xuất hiện, có thể là do quá trình thấy dài quá, người ta mở ra để người ta đi. Ngoài những điểm giải phân cách bị tháo dỡ, hiện trên toàn tuyến đường còn rất nhiều tình trạng giải phân cách bị siêu vẹo. Các ốc vít bắt cố định xuống mặt đường cũng trồi lên cả mặt đường, rỉ sét. Chỉ cần một lực tác động nhỏ vào giải phân cách là ngã sập bất cứ lúc nào, tạo thêm nhiều mối nguy hiểm trên đường. Được biết trước tình trạng này, các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đã biết và đang tìm biện pháp để ngăn chặn tình trạng này.